chứ. Ừ, mùi chuẩn thật. Đúng rồi. Đó. Không, ngoài này gõ Việt Nam. À, ừ. Cái này tôi ghét này. Cái này tôi ghét này, để đợi cho người em xây cái phòng này thì em phải đóng bớt tôi ghét ra đây em xài. Ủa, tôi là hổ là dây gốc. Xây tiếp là tôi nhẹ hơn. Tôi là em nhập bên Trung Quốc là cây to về chứ nó. Cây to là Trung Quốc rồi. Đây, ví dụ vết này đây, cắt ra đốt là có mùi. Ờ. À. Tôi là cắt có mùi, những cái vết càng này em cũng cạo nhiều nữa, bây giờ nó to ra như này em cạo nhiều nữa em nhớ này. Còn nếu tôi chiết là những cây như này, tôi chiết như này thì anh nhìn thấy trầm luôn ở đây, tràn đầu ra luôn. Ừ, có những cái vết chắc cành, những vết này thì cái cành non này đây đấy. Thế mà da cũ là những phần trắng, còn đen đen là dầu trầm nó tràn, đen là dầu trầm. Còn thường đây cũng là cây chiết này. Vâng. Chiết trực tiếp trên cây luôn nè. Chiết trên cây. Lúc chiết là thân nó to như này chưa? Cắt đây, nó trầm nó cũng đang tạo. Đấy. Ừ. Đoạn dầu đen nhỏ này thì thường là... Cây này là cây không... tên nó là gì ạ? Dòng này là hổ ban chỉ kỳ. Hổ ban chỉ kỳ. Nhiều tên hết nhỉ? Ừ. Thì đây dòng này đặc thù của nó, lá nó nhăn và nó nhỏ, nhăn nhưng nhỏ, mà hai bên nó ôm vào như này. Đấy. Hổ ban, đây cây này cây ghét hổ ban. À, vâng, thế nhìn lá đúng không? Cây này là mới mang về được có mấy tháng, những cái vết này cắt mới, nhưng một số vết là cũng có trầm. À, đây là vết ấy đi. Vết cắt cành. Cắt cành. Cắt cành. Chỗ đây đen này tưởng là trầm, tràn ở đây như là lấm. À, đây là... mốc, mốc, mốc. Đây, ví dụ những cái chỗ này là trước có rất nhiều trầm nhưng mà cắt bớt rồi. Ừ. Anh cho vào điếu thuốc anh hút phát là biết ngay. Ủa, anh lấy điếu mới ấy. Hút thì nó ra mới mùi gì? Ra mùi trầm, vâng. Đây là cây ghép hay cây chiết? Ừ, mùi chuẩn thật. Đây là, cũng là cây ghép rồi. À, đây là cây ghép. Cây ghép. Cây chiết thì đắt hơn là... Đấy, em ở đây em ngửi mùi chuẩn. Ừ, thơm á. Dạ, ừ. Cây chiết thì nó đắt. Còn đây ví dụ... Toàn bộ cây chiết thì tất cả những cây chiết đều có trầm hết rồi.